trong sự nghiệp ca hát của chị. Khi đã có sự thành công, kèm theo sự thành công đó là những lời khen tiếng chê của mọi người trong xã hội. Điều này thì chúng ta không thể tránh được. Và bên cạnh đó là sự tò mò của mọi người nhìn vào cuộc sống của mình. Có thể nói rằng người càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng có nhiều áp lực bấy nhiêu. Vậy thì chị đã vượt qua những áp lực đó như thế nào? Chị có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn ở đây được không ạ? Chắc chắn là khi bước ra xã hội thì sẽ có rất là nhiều những cái thị phi, và mình càng thành công, càng nổi tiếng thì mình lại phải càng đối diện với những cái đó. Thực ra thì Tiên thấy cái chuyện đó nó cũng bình thường, bởi vì bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, mọi người cứ hay nói là showbiz thì nó thị phi quá, nó đối diện với áp lực nhiều quá. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình thì ở đâu nó cũng áp lực cả. Bây giờ nếu như các bạn làm một nhân viên văn phòng thì chắc chắn là phòng bên đây nó sẽ cạnh tranh với phòng bên kia, và đôi khi những cái lời qua tiếng lại nói xấu lẫn nhau, cái việc đó nó có bình thường. Nhưng mà như là các thầy đã giảng cho các bạn biết, đời là bể khổ, ở đâu nó cũng có cái khổ của nó. Đôi khi là bệnh cũng khổ, bị nói xấu cũng khổ, mà yêu mà người ta không yêu lại mình cũng khổ. Hoặc là mình không yêu người ta mà cưới thì cũng khổ, đúng không? Bao nhiêu là cái khổ, bệnh tật khổ, không có cái ăn khổ, rồi rất là nhiều cái khổ. Thì ở xung quanh mình thực ra khổ, mà đôi khi chính vì những cái sự vô minh của mình cho nên là mình không nhận ra được cái đó là khổ. Tuy nhiên có một cái cách chuyển hóa cái sự khổ đó, thì mình phải dùng, như thầy đã nói, là dùng cái sự từ bi và yêu thương. Bởi vì đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui. Bởi vì nếu như người ta đối với mình không tốt, nhưng cái việc đó là nhân quả của người ta, còn cái việc của mình đối với người ta như thế nào, đó là nhân quả của mình. Nếu như mà người ta đối với mình xấu, càng xấu thì mình phải càng tốt lại với người ta. Nếu mà lý giải theo khoa học nha, thì khi mà mình làm bất cứ một cái việc gì thì cái từ trường năng lượng của bản thân mình phát ra một cái xấu, thì chính cái xấu nó sẽ phóng lên vũ trụ, và một ngày nào đó những cái năng lượng xấu tiêu cực đó nó sẽ quay trở lại với mình. Và nếu như mình làm một cái việc thiện, và chính cái lòng mình chỉ cần khởi lên một cái ý thiện thôi, thì nó cũng sẽ phóng những cái năng lượng tốt. Tại vì ví dụ như các bạn cho tiền một bà già nào đó khó khăn thì các bạn có vui không ạ? Thì chính cái vui đó và cái lâng lâng sung sướng đó, nó là một cái thiện nghiệp, và chính cái thiện nghiệp đó nó sẽ lưu giữ lại, và một ngày nào đó các bạn sẽ nhận lại được những cái năng lượng tốt từ những cái việc bạn đã làm. Nhất là ở trong nhà Phật mình có những cái gọi là nghiệp, thì chính những cái thị phi nó cũng giúp cho mình xóa được những cái nghiệp lực của mình. Và đôi khi người ta nói xấu mình hoặc người ta đánh mình một cái, thì chính ngay lúc đó mình đang trả nghiệp. Và nếu như mình trả nghiệp với một cái tâm không nóng giận, không buồn, thì cái nghiệp khác nó sẽ không phát sinh. Trừ khi mình nóng giận, mình tức tối, mình khổ sở lại, thì chính mình đang gây một cái nghiệp xấu tiếp theo cho những cái lần tiếp theo mình sẽ nhận. Cho nên đối với những cái thị phi trong cuộc sống hàng ngày thì Thủy Tiên cũng xem nó như là một cái kiểu, đôi khi chắc kiếp trước mình hoặc là một lúc nào đó mình cũng nóng giận và mình cũng làm cho người ta không vui, hoặc là trong những cái kiếp nào đó mình làm cho người ta buồn, người ta khổ, thì ở trong cái kiếp này, kiếp hiện tại thì mình phải trả những cái nghiệp đó, và mình rất là vui vẻ để trả. Và chính như vậy, khi mà mình vui vẻ trả thì mình lại không cảm thấy khổ. Ví dụ các bạn thiếu nợ người ta nhưng mà chủ nợ đến đòi, tự nhiên các bạn khó chịu, nó không muốn trả, thì các bạn đang rất là khổ, đúng không? Nhưng các bạn lại nghĩ là mình có tiền thì mình phải trả, mình vui bởi vì mình có tiền mình trả, chứ sợ là mình không có tiền để trả thì cái việc trả nợ đó lại rất là nhẹ nhàng. Cái điều quan trọng là như vậy. Cho nên là đối với Thủy Tiên thì những cái điều không hay trong cuộc sống, và sau này chắc chắn là các bạn cũng sẽ ra xã hội và sẽ có nhiều cái lúc các bạn sẽ bị khổ sở vì những cái việc không có hay, người ta sẽ nói xấu hay là người ta sẽ gièm pha, người ta sẽ thị phi. Nhưng mà Tiên mong là các bạn cũng sẽ đối xử với người ta bằng một cái tâm trạng rất là từ bi, giống như là nhà Phật. Người ta càng đối xử xấu với mình cỡ nào thì mình lại càng đối xử tốt với người ta như vậy, mình không buồn. Bởi vì Tiên còn nhớ một cái câu chuyện rất là hay của Đức Phật, chắc là ở trong đây một số bạn cũng biết, nhưng mà chắc cũng sẽ có một số bạn cũng chưa biết, cho nên Tiên xin phép kể một câu chuyện mà Tiên đã nghe nha. Có một cái ông nọ thì ông đến hỏi Đức Phật là bây giờ con rất là khổ, bây giờ làm sao mà Đức Phật làm cho con hết khổ. Đức Phật hỏi ngươi khổ cái chuyện gì? Thì ông bảo là
có cái ông kia ông cứ đến nhà con ông chửi con hoài à, mà con rất là khổ như vậy, hắn cứ nói xấu con, cứ làm cái việc như vậy. Thì Đức Phật mới nói, ví dụ có người đem đến nhà tặng cho một món quà mà ông không lấy thì cái món quà đó có thuộc về ông hay không? Thì cái người đó mới bảo là dạ không. Thì những cái lời chửi của họ, khi mà họ chửi ngươi mà ngươi không nhận, ngươi không nghĩ đến, thì giống như cái việc người ta phun nước miếng lên trời thì nước miếng sẽ trở về gương mặt của họ thôi, cho nên không có việc gì để buồn hết.